Chào các bạn ơi, hôm nay mình nấu xôi để mình làm xôi vị đi nha các bạn. Cháu mình nó thích ăn xôi, nhưng mà mình muốn để trong tủ lạnh cho nó ăn hàng hàng ngày, được vài ngày thì mình nấu xôi vị cho nó ăn. Thì đây gồm có nếp nè các bạn, mình cũng nấu nấu đậu xanh các bạn, mình thích ăn đậu xanh lắm. Đây là mè nè, ha, đây là lá dứa mình mới xay ra. Ở đây là muối nè, đây là nước cốt dừa nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình nấu cũng như mình nấu một nồi xôi gì đó ha. Mình nấu xôi trước, mình không có xào đâu các bạn, một lát mình bỏ đường ít à, rồi mình ém mà. Hồi xưa nấu xôi vị đám giỗ là phải xào với đường, còn bây giờ là mình không có xào, mình bỏ đường vô trong lúc mà xôi nó chín đó, mình đỏ một ít thôi, tại vì không có ăn đường nhiều. Mà xào như vậy thì phải có đường hoặc là bỏ thêm nước rồi nó phiền phức. Mình nấu theo kiểu lười đó các bạn. Bỏ vô ha. Mình bỏ vô thì mình nấu cũng như cái quá trình mình nấu xôi bình thường thôi. Nay nấu hơi nhiều. Đây là đậu xanh nè. Mình ngâm mình đãi vỏ cho sạch, mình rửa cho sạch nha các bạn. Nếp thì mình bỏ muối vô mình rút. Đây là muối nè các bạn, muối nè, bỏ vào một ít muối nha, để lâu được nó không bị thiêu đó. Bỏ vô chừng một muỗng này thôi, một muỗng này. Mình trộn lên nha các bạn, rồi bỏ cốt dừa vô. Cốt dừa thì mình không có ăn nhiều, mình không có bỏ nhiều, nhưng mà mình phải bỏ nó mới ngon nha các bạn, phải bỏ vô nó mới ngon. Một phần ba lon này nè, mình làm một phần ba cái lon nước cốt dừa, quậy lên. Các bạn quậy cho đều muối lên ha. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình bỏ lá dứa. Lá dứa này mình mới xay đó các bạn. Nếu mà các bạn thích cho màu đẹp thì các bạn cho vài giọt màu ha. Vài giọt màu lá dứa. Nó kềm màu lại. Còn này mình lấy mùi thơm thôi. Lấy mùi thơm của lá dứa thôi. Cái màu lá dứa nè các bạn. Các bạn cho vô vài giọt màu. Cái này là mình mua nó vài giọt màu lá dứa cho nó kìm cái màu dứa lại nha các bạn. Nó đẹp, đẹp cái màu. Vài giọt thôi, đừng có cho nhiều. Đó, các bạn thấy nó lên màu chưa? À, và đây nữa nè. Mình mới mua được một cái chai tinh dầu lá dứa các bạn. Cái này là thơm. Nó tạo mùi thơm thôi, nó trắng nõn à. Của Thái Lan nha các bạn, rất là mắc. Thì tinh dầu mình ăn mình không có sợ, bởi vì ta chiết xuất từ cái lá dứa của mình ăn mình không có sợ nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta bỏ lên nồi, chúng ta nấu nè. Mà nếu các bạn thấy nó ít nước thì các bạn thêm nước ha, chắc phải thêm miếng nước dừa nữa cho nó ngon. Rồi chúng ta bắt lên cái nồi cơm điện này, nó đa năng lắm các bạn ơi. Từ ngày có nó tới giờ mình thích ăn xôi hơn, tại vì nấu nó dễ lắm. Giờ chúng ta bắt lên chúng ta nấu nha các bạn. Trước khi chúng ta nấu thì chúng ta lắc vậy nè, lắc vậy à, miễn sao mà chúng ta thấy cái nước với là cái cơm, cái nếp nó sắp sắp là được nha. Như vậy thì phải đổ thêm nước rồi đó, chúng ta đổ thêm nước nha các bạn. Đây, chúng ta đổ thêm nước nè.
Như vậy là được rồi đó các bạn. Tại vì đậu xanh mình ngâm, mình ngâm cả 5-6 tiếng nữa. Đó. Các bạn thấy nước như vậy là được rồi đó. Thì chúng ta bắt lên ha. Chúng ta bắt lên, chúng ta cắm điện nè. Nấu y chang như nấu cơm thôi. Không có cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày có cái nồi này mình thích ăn sôi lắm các bạn ơi. Nó dễ nấu lắm. Cắm điện lên thôi, mình chờ nó nha. Trong khi mình chờ nó thì mình đi rang mè nha các bạn, có mè nữa đó. Sẵn mình lấy xôi mình ăn sáng luôn, còn lại mình làm xôi vị. Đó, mình chờ nó nha. Trong khi chờ đợi xôi nó chín, chúng ta rang mè nha các bạn. Chúng ta đổ hết mè vô đây đi. Chúng ta rang. Để nhỏ lửa từ từ nha các bạn, để nhỏ lửa nè, rang cho đều nha các bạn. Số 6 mình ra chừng nào mình thấy hạt mè nó vàng đều thôi, mình hãy quậy quậy cho đều nó mới vàng đều nha các bạn, chứ thôi nó khét. Các bạn ơi, bây giờ xôi mình nấu xong rồi nè nha các bạn. Mình khỏi phải xào đường với muối với nước dừa. Đậu xanh có sẵn ở trong đây rồi. Bây giờ mình để ra cho nó nguội nè các bạn. Đó, đây là cái mâm nhỏ. Mình tha dầu vô ha. Mình không thích ăn cái mùi ngũ vị hương đâu nha các bạn. Chứ nếu mà xôi vị là phải có cái mùi ngũ vị hương. À, mình rải mè lên đây. Nếu mà các bạn không để tủ lạnh ăn, nếu mà các bạn thấy thích á, thì các bạn bỏ lên cái chảo không dính, các bạn làm nóng lại nó giòn giòn, ăn rất là ngon nha các bạn. Mình để mè lên cái lớp dầu, dầu ô liu. Rồi bắt đầu mình để lên mình ém nè. Ém chặt xuống. Đường thì mình bỏ vô đây rồi. Hồi xưa mẹ mình làm xào dữ lắm các bạn, xào cho nó quánh đường lại. Bây giờ mình ăn đường ít thì mình bỏ vô xôi mình nấu luôn. Mình nấu luôn như thế này rồi mình ém nó vô. Ít quá không có đủ các bạn ha. Ém nó vô thế này, ém chặt nó lại. Tha dầu vô tay nha các bạn, tha dầu vô tay ém chặt lại. Bỏ mè lên. Bỏ mè cho nó dính luôn. Làm cháo ngoại mình nó phá lắm các bạn ơi. Thì các bạn lấy cái này các bạn lăn qua nha. Lăn cho nó bằng. Nó bằng mà nó dẻ lại. Các bạn lăn, các bạn ém, lăn ém, lăn ém này. Các bạn cứ làm vậy nha. Các bạn ơi, một lon nếp mình ém được bao nhiêu đây xôi nè các bạn. Mình có chừa ra một chút cho cháu mình nó ăn. Bây giờ mình đút vô tủ mát nha các bạn. Nó nguội rồi mình đút vô tủ mát rồi mình sắc ra. Đó, xong xôi vị theo kiểu của mình làm. Mình không có thích ăn cái mùi ngũ vị hương nha các bạn. Cái mùi mà tai hồi đó. Mình không có thích. Cho nên mình chỉ có nước cốt dừa, muối và đường.
lá dứa nó rất là thơm, mình chỉ thích vậy thôi. Rồi mình đem mình để tủ mát nha các bạn, đứng lại mình cắt nó nguội lại.